rất vui khi gặp lại cô chú anh chị mình mỗi ngày trên kênh Nhà Xịn Minh Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ review cho quý anh chị mình một ngôi nhà nằm trong cái hẻm này. Và nhà mình thì nằm gần mặt tiền đường nhựa của đường Tập Đoàn 2, gần chùa Long Trường quý anh chị ha. Quý anh chị có muốn đi xem nhà này thì em Hương hẹn quý anh chị là ngay chỗ ngã ba Tân Kim, ở ngay đường ngay quốc lộ 50. Thì từ đầu đường đó mà mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình thì tầm khoảng là 400m thôi, rất là gần. Đường xá thì rộng rãi, thông thoáng, đường thông hai hướng, rất là thuận tiện cho quý anh chị mình di chuyển. Một là mình có thể đi con đường là bến xe buýt Hưng Long, đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương lộ 11 vào bên trong ngôi nhà. Còn đường thứ hai thì quý anh chị có thể là mình di chuyển hướng đây ra chùa Long Trường, mình chạy vào bên trong ngôi nhà anh chị nha. Mẫu nhà mà Hương review cho quý anh chị mình là đường rộng tới tận khoảng 4m, xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Thì khu vực ở đây dân cư ở thì cũng đã rất là đông đúc và sầm uất rồi. Trên chiếc ống kính màn hình thì quý anh chị cũng có thể quan sát. Và đường của mình thì cũng đã bê tông hóa, ống cống nước đã hạ tầng và full đầy đủ. Trong đây thì vẫn còn cho mình vài lô đất trống anh chị ha. Ở đây thì cũng đã phân lô tách thửa nền từng căn ở từng khu hết cho quý anh chị rồi. Và trong đây thì mẫu nhà mà Hương review với một cái diện tích là ngang 4m và dày vèo thì tận 10m, một trệt một lầu cho mình tận 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Giá tổng Hương sẽ báo trực tiếp rõ ràng công khai cho quý anh chị nha. Đây là mẫu nhà mà Hương sẽ review và gửi đến cho quý anh chị. Nhà mình với một cái kiểu mái thái rất là đẹp và sang trọng, rất là thịnh trong các năm vừa qua. Và mẫu nhà này là mẫu nhà mới hoàn toàn 100%. Giá của nó chỉ có là 1 tỷ 550 triệu thôi. Còn thương lượng trực tiếp ngay chính chủ cho quý anh chị ha. Đây mặt diện quý anh chị có thể quan sát, nó có lan can trước vô cùng rộng rãi luôn. Và trước tiên bước vào bên trong ngôi nhà thì bên chủ nhà đã lắp đặt cho mình là một bộ cửa 4 cánh sơn tĩnh điện và kính cường lực vô cùng là dày dặn. Ở khu vực đây rất là an ninh và dân của mình ở thì cũng rất là hòa đồng, dễ thương. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm khi về đây sinh sống. Và đường xá khu vực này lúc nào cũng khắp sáng cả, tầm khoảng là 6 giờ rưỡi 7 giờ thôi là nguyên một con đường này sẽ lên đèn đường của nhà nước hết cho quý anh chị nha. Đây sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách anh chị. Mình sẽ làm một cái không gian mở xuyên suốt luôn, nên nhìn ngôi nhà của mình rất là rộng luôn. Và nhà mình là nhà hướng Tây Bắc. Những quý anh chị đang tìm và hợp nhà hướng Tây Bắc thì Hương thấy cái vị trí mẫu nhà này sẽ tương đối hợp với anh chị đó ạ. Hợp cái thứ nhất là giá tiền vừa tầm, sổ hồng riêng nữa, có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay. Chỉ cần thanh toán cho bên đơn vị Hương tầm khoảng là 800 triệu thôi thì mình có thể xách vali vợ rồi. Còn bao nhiêu thì mình có thể hỗ trợ ngân hàng. Và cái thứ hai của mình là đường xá rộng rãi, đường tầm khoảng 4m, xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Và tường đây quý anh chị có thể nhìn là tường mình ốp lát rất là cao, tầm khoảng 1,5m rồi. Và trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối. Hệ thống đèn đã full và đầy đủ, điện nước đã vào chính thức của nhà nước, xài bao nhiêu thì mình tỉnh bấy nhiêu. Và đây sẽ cho mình là một cái không gian nhà bếp, đối diện luôn là phải là không gian nhà vệ sinh anh chị ha. Mình làm xuyên suốt hai bên nên không gian nhà mình bước vào nhìn nó rất là thoáng, nó mát mẻ nữa. Đây nhà vệ sinh, Hương mời bạn quay phim có thể quay sơ cho quý anh chị mình xem. Thiết bị nội nghi cơ bản thì cũng đã đầy đủ rồi. Không gian bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bồn inox 304, mặt đá hoa cương dày dặn. Ở dưới đây thì mình có thể để một cái chiếc máy giặt. Ở khu vực này mình làm ổ cắm và ống thoát nước ra, thoát nước vào đầy đủ hết. Khu vực này là cho mình bước lên không gian tầng 1. Tay cầm của mình sẽ là bằng gỗ. Giờ thì Hương mời quý anh chị mình di chuyển cùng em. Quý anh chị thân mến, đây sẽ cho mình là một không gian tầng 1. Thì đây là cái phòng ở cuối dãy anh chị ha. Phòng cũng rộng, sạch sẽ, thoáng, trần rất là cao và thạch cao nguyên khối cho mình luôn ha. Ở đây mình cũng đã ốp đế gạch ở chân tường nên nhìn nó cũng rất là sạch sẽ cho mình, có dọn dẹp, mình có lau chùi nó cũng rất là dễ dàng. Và đây sẽ cho mình là không gian nhà vệ sinh, mình làm ở giữa hai phòng cho gia đình mình sinh hoạt. Và đây là một căn nhà sổ hồng riêng hoàn toàn 100% anh chị nha.
Anh chị chỉ cần thanh toán trước cho bên đơn vị Hương tầm khoảng 800-900 triệu thôi là mình có thể xách vali vợ ở rồi. Và cũng có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay tầm khoảng là 50-70% tùy theo nhu cầu của anh chị mình vay bao nhiêu thôi. Và lãi suất bây giờ nó cũng rất là ưu đãi, nó cũng rất là rẻ so với thời gian qua rất là nhiều anh chị. Thì phòng này sẽ là phòng thờ lớn, mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ ha. Thì đây là cái cửa mà mình ra ban công, và ban công của mình rất là xuyên suốt. Vì hôm nay Hương đi gấp nên không có hỏi chủ nhà có chìa khóa này để mình mở ra ngoài, nên Hương chỉ quay sơ thôi. Nếu mà có gì đó thiếu soát thì Hương cũng mong là quý anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Hương. Giờ thì Hương mời quý anh chị di chuyển về ở khu vực tầng trệt. Hương xin một lần nữa trao đổi về thông tin ngôi nhà cho quý anh chị nha. Quý anh chị ơi, đừng mong vội mà bỏ lỡ cái mẫu nhà này nha. Hương thấy cái mẫu nhà này vô cùng là rẻ so với thời gian trước rất là nhiều. Vì giá của nó chỉ có là 1 tỷ 550 triệu thôi, mà diện tích lên đến là 40m2, mà nhà mới hoàn toàn 100%, xây rất là chắc chắn luôn, với công năng là một trệt một lầu, hai phòng ngủ lận, nằm trên một cái con đường rộng tầm khoảng 4m. Và nhà mình cách cái đường nhựa của nó ra từ đây mình đi ra đó là tầm khoảng là 30m thôi anh chị. Nó mình cách cái đường nhựa của đường tập đoàn 2. Đường đó thì đường thông hai hướng luôn. Một bên thì mình về ngã ba Tân Kim, và một bên thì mình về bến xe buýt Thương Long, đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương lộ 11. Về cái địa thế này quá chuẩn rồi anh chị. Ở đây thì tối đèn đường sẽ khắp sáng hết gia đình mình. Công ty xí nghiệp thì sát bên, mình đi trong vòng bán kính là 300m là đã rụng rồi. Công ty xí nghiệp đồ tiện ích xung quanh hả, mình đi theo dòng chỉ có 300m thôi là quá chuẩn cho mình luôn. Giá của ngôi nhà mình chỉ có là 1 tỷ 550 triệu thôi, còn thương lượng trực tiếp bớt lọc cho quý anh chị. Phủ tục hồ sơ chi phí thì bên đơn vị Hương sẽ lo từ A đến Z. Và kim châm làm việc của nhà Sịnh Minh Chánh thì quý anh chị mình cứ yên tâm, lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo, để tránh mất thời gian của quý anh chị. Kim châm làm việc là uy tín làm nên thương hiệu, cô chú anh chị mình cứ yên tâm mà gửi đến cho em Hương nha. Giờ thì em Hương cũng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trên những video tiếp theo. Chúc quý anh chị mình mau tìm được nhà ưng ý ạ.